Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý Tôn đức Tăng ni, kính thưa quý vị. Quý vị đang đến với bản tin thời sự 20 giờ của kênh thông tin tổng hợp Phật sự online. Bản tin hôm nay ngày 11 tháng 6 năm 2023, nhằm ngày 24 tháng 4 âm lịch, tức là tuần thứ 23 của tháng 5 năm 2023. Kính mời quý Tôn đức Tăng ni và quý vị cùng điểm lại những hoạt động Phật sự đáng chú ý trong tuần qua. Trung ương Giáo hội tưởng niệm 60 năm Bồ Tát Thích Quảng Đức vị Pháp thiêu thân 1963-2023. Thành phố Hồ Chí Minh, Chư Tôn Giáo phẩm Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam viếng tang Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Sơn. Trung ương Giáo hội trao đổi công tác Phật sự với Ban trị sự Phật giáo và chính quyền tỉnh Đồng Tháp. Thiền viện Quảng Đức, Văn phòng 2 Trung ương khai giảng khóa an cư kết hạ Phật lịch 2567. Hà Giang, phần ban Phật tử dân tộc Trung ương thăm ban trị sự và các ban ngành lãnh đạo tỉnh. Một số hoạt động từ thiện nổi bật chăm lo cho bà con có hoàn cảnh khó khăn. Sau đây, kính mời quý Tôn đức Tăng ni và quý vị cùng đến với phần tin chi tiết. Kính thưa quý vị, sáng ngày 6 tháng 7 năm 2023, nhằm ngày 20 tháng 4 năm Quý Mão, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã kết hợp cùng Ban trị sự Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh tưởng niệm 60 năm Bồ Tát Thích Quảng Đức vị Pháp thiêu thân. Buổi lễ diễn ra tại Việt Nam Quốc tự quận 10 thành phố Hồ Chí Minh với sự tham dự của hàng ngàn tăng ni Phật tử đồng về trang nghiêm tưởng niệm. Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thiện Nhân đã quan lâm chứng minh buổi lễ. Hiện diện có Chư Tôn Trưởng lão Hòa thượng thành viên Hội đồng chứng minh, Chư Tôn Đức Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Văn phòng 2 Trung ương, các ban diện Trung ương, Ban trị sự Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh và các quận huyện, thành phố Thủ Đức, tăng ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh và đông đảo Phật tử các giới. Về phía chính quyền có lãnh đạo thành ủy, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, cục an ninh nội địa bộ công an, ban tôn giáo thành phố Hồ Chí Minh và chính quyền các cấp sở tại. Sau nghi thức niêm Phật cầu gia hộ, hòa thượng Đích Lệ Trang, ủy viên thường trực hội đồng trị sự, trưởng ban trị sự Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh cung tuyên tiểu sử Bồ Tát Thích Quảng Đức. Hòa thượng Thích Quảng Đức, thế danh là Lâm Văn Tuất, sinh năm 1897, năm Đinh Dậu, tại thôn Hội Khánh, xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Lên 7 tuổi, Ngài được song thân cho xuất gia thụ giáo với Hòa thượng Như Đạt Giải Nghĩa Hoằng Thâm, trụ trì chùa Long Sơn thuộc dòng thiền Chúc Thánh. Năm 15 tuổi, Ngài thọ giới Sa Di, năm 20 tuổi thọ giới Tỳ Kheo và Bồ Tát, được Hòa thượng Bổn Sư ban pháp danh Thị Thủy, pháp tự Hành Pháp, pháp hiệu Quảng Đức. Trong phong trào đấu tranh của Phật giáo miền Nam vào năm 1963, đòi tự do tín ngưỡng, bình đẳng tôn giáo và chính sách kỳ thị tôn giáo và đàn áp Phật tử của Ngô Đình Diệm, Ngài đã quyết định thực hiện tâm nguyện của mình là được thiêu đốt nhục thân để cúng dường chư Phật và bảo vệ đạo Pháp được trường tồn mới là hạnh nguyện cao cả để Ngài phục vụ chân lý bất diệt. Ngày 20 tháng 4 năm Quý Mão, tức ngày 11 tháng 6 năm 1963, trước sự chứng kiến của trên 800 vị thượng tọa, đại đức, tăng ni và Phật tử tại ngã tư đường Phan Đình Phùng và Lê Văn Duyệt, nay là đường Nguyễn Đình Chiểu và Cách mạng tháng 8, Hòa thượng Thích Quảng Đức vị Pháp thiêu thân tạo nên ngọn lửa thiêng chấn động dư luận toàn cầu lúc bấy giờ. Sau sự kiện đó, Ngài để lại trái tim bất diệt cho hậu thế và trở thành biểu tượng tinh thần của Phật giáo Việt Nam và nhân loại đang đấu tranh mãi cho tự do, hòa bình, hạnh phúc, nhân sinh. Tại lễ tưởng niệm, thay mặt Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng trị sự đã thành kính dâng lời tưởng niệm lên Bồ Tát Thích Quảng Đức nhân 60 năm Ngài vị Pháp thiêu thân. Lời tưởng niệm nhấn mạnh, bằng tinh thần đại hùng, đại lực, đại từ bi, Bồ Tát Thích Quảng Đức đã nêu cao gương hy sinh cao cả vì tinh thần yêu nước trong sáng, vì sự độc lập thống nhất đất nước, nhất là sự tồn vong của Đạo Pháp và tự do tín ngưỡng được ghi trong bản tuyên ngôn năm nguyện vọng của Tổng hội Phật giáo Việt Nam phải được thực thi. Bồ Tát đã mượn ngọn lửa thiêng để tự thiêu thân bảo tồn Phật Pháp. Chính ngọn lửa thiêng hùng tráng từ bi cao ngất tòa sen đã nâng hình hài Bồ Tát vào thế giới bất diệt. Hình ảnh ấy đã in đậm trong ký ức của tăng ni Phật tử Việt Nam
và đã đánh động lương tri nhân loại trên thế giới biết đến thực trạng khổ đau của nhân dân Việt Nam và Phật giáo Việt Nam. Hòa Thượng Chủ tịch nhận định, chính ngọn lửa thiêng, quả tim bất diệt và sự hy sinh to lớn của Bồ Tát Quảng Đức là nhân tố tích cực, hung đúc tinh thần đoàn kết quyết tâm của Tăng Ni Phật tử Việt Nam đã thống nhất Phật giáo Việt Nam cả nước, hình thành Giáo hội Phật giáo Việt Nam năm 1981 là đỉnh cao của thời đại và lịch sử Phật giáo Việt Nam trong một quốc gia độc lập, thống nhất, dân chủ, tự do. Để kỷ niệm và tri ân Bồ Tát Thích Quảng Đức, Chư Thánh Tử Đạo, Tăng Ni Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta phải nỗ lực phát triển giáo hội và làm cho truyền thống yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam trên đường phát triển, gắn kết một cách nhuần nhuyễn trong tinh thần dân tộc Việt Nam và giữ vững nền hòa bình thế giới. Tưởng nhớ về một sự kiện lịch sử khó quên của Phật giáo Việt Nam, Pháp nạn năm 1963, Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã bồi hồi cảm niệm về sự kiện năm ấy. Hình tượng của Bồ Tát Thích Quảng Đức lấy thân mình để thắp lên ngọn lửa thiêng, nêu cao tinh thần vô úy từ bi của bậc thượng sĩ xuất trần khi đứng trước tồn vong của đạo Pháp và dân tộc. Đức Pháp Chủ cho biết, Ngài có thời gian thân cận với Bồ Tát trong những năm cuối đời, thấy được Bồ Tát đích thực là một hành giả trì kinh Pháp Hoa gương mẫu, có thực chứng của bậc A-la-hán, mang vẻ ngoài của người thường, nhưng bên trong là ý chí của bậc vị nhân, bậc Bồ Tát. Điều đã được chứng minh hùng hồn qua tâm nguyện tự thiêu của Ngài trước pháp nạn của Phật giáo. Nhờ học hỏi rất nhiều từ công hạnh và đạo hạnh sáng ngời của Bồ Tát, Đức Pháp Chủ cho biết Ngài đã tu hành một cách có kết quả. Do đó, Ngài mong muốn thế hệ Tăng Ni hôm nay phải lấy tấm gương của Bồ Tát Thích Quảng Đức làm kim chỉ nam để dẫn lối trên con đường tìm đến giải thoát, giác ngộ, trở thành những pháp khí đại thừa, giữ gìn mạng mạch Phật Pháp, đóng góp xây dựng quê hương đất nước. Trong giờ phút thiêng liêng trầm hương nguyện tỏa, Đức Pháp Chủ, Hòa Thượng Chủ tịch, Trưởng lão Hòa Thượng Thích Như Niệm thành kính tưởng niệm dâng hương cúng dường, đảnh lễ giác linh, tụng Bát Nhã Tâm Kinh, giam tứ hoàng thệ nguyện, tuy tán công hạnh Bồ Tát Thích Quảng Đức vị Pháp thiêu thân, giam chư thánh tử đạo đã hy sinh thân mình cho đạo Pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Cũng trong sáng nay, tại nơi lưu dấu cuối cùng của Bồ Tát Thích Quảng Đức trước khi Ngài vị Pháp thiêu thân cách đây tròn 60 năm, Tổ đình Quan Thế Âm, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, môn đồ Pháp Quyến, Tổ đình cũng đã trang nghiêm thành kính tưởng niệm 60 năm Bồ Tát Thích Quảng Đức vị Pháp thiêu thân. Tại đây, trước di ảnh và tượng sáp Bồ Tát Thích Quảng Đức, thay mặt môn đồ Pháp Quyến, Tổ đình Quán Thế Âm, Hòa Thượng Thích Giác Trí trụ trì Tổ đình đã thành kính dâng lời tưởng niệm. Hòa Thượng Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, cùng tuyên tiểu sử. Tiếp đó, Chư Tôn Đức đã thành kính dâng hương cúng dường truy tán công hạnh Bồ Tát Thích Quảng Đức vị Pháp thiêu thân, giam chư thánh tử đạo đã hy sinh thân mình cho đạo Pháp. Cũng trong chiều ngày 6 tháng 6, 19 tháng 4 năm Quý Mão, Chư Tôn Đức Giáo phẩm Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đến dâng hương tưởng niệm tại nơi lưu dấu cuối cùng của Bồ Tát Thích Quảng Đức trước khi Ngài vị Pháp thiêu thân cách đây tròn 60 năm tại Tổ đình Quan Thế Âm, quận Phú Nhuận. Phái đoàn Trung ương Giáo hội do Hòa Thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trưởng ban Tăng sự Trung ương làm trưởng đoàn, tháp tùng có Hòa Thượng Thích Huệ Chí, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 Trung ương, cùng Chư Tôn Đức Hội đồng Trị sự, Văn phòng 2 Trung ương, Hòa Thượng Chủ tịch cùng Chư Tôn Đức thành kính dâng hương cúng dường, đảnh lễ giác linh, tụng tứ hoàng thệ nguyện, dành một phút mặc niệm để tri ân công đức to lớn của Bồ Tát Thích Quảng Đức và Chư Thánh Tử Đạo đã vị Pháp thiêu thân trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước cách đây đúng 60 năm, năm 1963, năm 2023. Thưa quý vị, chiều ngày 8 tháng 6 năm 2023, Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh cùng Tổ đình Quán Thế Âm đã long trọng tổ chức lễ rước di vật của Bồ Tát Thích Quảng Đức từ chùa Quán Thế Âm, quận Phú Nhuận, trú xứ cuối cùng của Ngài về Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, huyện Bình Chánh, nơi diễn ra hội thảo khoa học 60 năm phong trào đấu tranh Phật giáo miền Nam và sự kiện tự thiêu của Bồ Tát Thích Quảng Đức. Tham gia buổi lễ có Thượng tọa Tiến sĩ Thích Nhật Từ, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Hòa Thượng Thích Giác Trí, trụ trì Tổ đình Quán Thế Âm,
cùng chư tôn đức đại diện các phòng khoa trực thuộc học viện, chư tôn đức tăng chúng tổ đình Quán Thế Âm và đông đảo tăng sinh học viện. Trước khi cung thỉnh di vật của Bồ Tát Thích Quảng Đức, Thượng tọa Thích Nhật Từ ôn lại công hạnh lớn lao của Đức Bồ Tát đối với Phật giáo nước nhà những năm 50-60 của thế kỷ trước, nhắc lại cảm tưởng của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng. Thượng tọa cho rằng tấm gương phụng sự đạo pháp quên mình của Bồ Tát Thích Quảng Đức chính là một trong những cống hiến vĩ đại làm nên bước ngoặt lịch sử cho Phật giáo Việt Nam. Cũng theo Thượng tọa Phó Viện trưởng Thường trực, việc cung thỉnh các di vật của Bồ Tát Thích Quảng Đức về thôn trí tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng khát ngưỡng của chư tôn đức thành viên hội đồng điều hành, ban giảng huấn cùng tập thể tăng ni sinh đang theo học tại học viện. Thông qua những di vật này, triển lãm trưng bày cuộc đời đạo nghiệp của Bồ Tát Thích Quảng Đức thêm phần sinh động, từ đây cũng đóng góp vào thành công chung của hội thảo khoa học 60 năm phong trào đấu tranh Phật giáo miền Nam và sự kiện tự thiêu của Bồ Tát Thích Quảng Đức. Phát biểu tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Giác Trí, pháp tôn của Bồ Tát Thích Quảng Đức cho biết, việc gìn giữ các di vật của ngài được tổ đình thực hiện thận trọng suốt nhiều thập kỷ qua. Nhân kỷ niệm lần thứ 60 ngày ngọn lửa hùng thiêng được Bồ Tát Thích Quảng Đức thắp lên, tổng phòng pháp tử của ngài kính dâng các di vật về tôn trí tại Học viện Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh để chư tôn thiền đức cùng vọng bái. Nhân đây, Hòa thượng bày tỏ niềm hoan hỷ trước buổi lễ trinh trọng được Học viện Phật giáo Việt Nam phối hợp cùng tăng chúng tổ đình tổ chức. Trong không khí trang nghiêm thành kính, chư tôn thiền đức hiện diện đối trước tôn tượng Đức Bồ Tát Thích Quảng Đức, nhất tâm kính tưởng và tiến hành nghi thức cung thỉnh các di vật về Học viện Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Sáng ngày 10 tháng 6, nhằm ngày 23 tháng 4 âm lịch, tại Tổ đình Long Thiền, phường Bộ Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã quang lâm nơi chánh điện Tổ đình, dâng hương tưởng niệm nhân lễ huy kỷ lần thứ 22 của cố Hòa thượng Thích Huệ Thành, nguyên Tăng thống Phật giáo cổ truyền Việt Nam, nguyên Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ đầu tiên của tỉnh Đồng Nai, viện chủ Tổ đình Long Thiền. Buổi lễ còn có sự quang lâm của Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trưởng ban Pháp chế Trung ương, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng thư ký kiêm Chánh văn phòng 2 Trung ương, cùng chư tôn đức Hội đồng Trị sự văn phòng 2 Trung ương, Thượng tọa Thích Huệ Khai, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Trưởng ban Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, Ni trưởng Thích Nữ Huệ Hương, Ủy viên Hội đồng Trị sự Chứng minh phân ban Ni giới Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh phân ban Ni giới Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, nơi tổ đường an trí di ảnh của đề lão Hòa thượng Thích Huệ Thành, Hòa thượng Chủ tịch cùng chư tôn đức giáo phẩm niệm hương cúng dường, đảnh lễ giác linh tri ân công đức cao về của cố đề lão Hòa thượng, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Tăng thống Giáo hội Phật giáo cổ truyền Việt Nam, người kiến tạo nên Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai và lãnh đạo xây dựng giáo hội nơi đây từ những năm đầu thành lập. Đại lão Hòa thượng Thượng Huệ Hạ Thành, thế danh Nguyễn Toàn Trung, sinh năm Nhâm Tý năm 1912 tại xã Phú Hữu, huyện Thủ Đức, tỉnh Gia Định, nay là thành phố Hồ Chí Minh. Năm ngày vừa tròn 12 tuổi, đã đảnh lễ song thân xin phép xuất gia học đạo với Tổ Pháp Ấn tại Tổ đình Phước Tường, Thủ Đức, Gia Định, được Tổ Thế Phát và ban cho Pháp Quý Hồng Tính tự Bửu Thành, hiệu Huệ Thành. Năm 1951, Tổ Pháp Ấn Diên Tịch, Hòa Thượng đến cầu Pháp với Tổ Đạt Thanh, Pháp Chủ Tăng Già miền Nam Việt Nam, viện chủ Tổ đình Long Quang, Bà Điểm, Hóc Môn, Gia Định. Tổ Đạt Thanh thấy được sự cần tu giải thoát của Ngài, nên liền ứng chứng truyền kệ Phó Pháp. Năm 1968, để tăng cường sự hoằng pháp độ sinh trong Phật giáo và sức chiến đấu giải phóng dân tộc, hiến chương của giáo hội được soạn thảo thống nhất hai tổ chức Lục Hòa Tăng và Lục Hòa Phật Tử thành Giáo hội Phật giáo cổ truyền Việt Nam. Đại hội đã suy tôn Hòa thượng lên ngôi vị Tăng thống Giáo hội Phật giáo cổ truyền Việt Nam. Từ năm 1972 đến năm 1975, Hòa thượng chứng minh chỉ đạo công tác từ thiện xã hội, cứu trợ đồng bào tản cư vì chiến tranh. Tháng 11 năm 1981, Đại hội đại biểu thống nhất Phật giáo toàn quốc tại chùa Quán Sứ, thủ đô Hà Nội, Hòa thượng được suy tôn ngôi vị Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đồng thời Ngài được ủy nhiệm thành lập Tỉnh hội Phật giáo Đồng Nai. Năm 1982, Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Đồng Nai, Hòa thượng được cử làm Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 1. Từ nhiệm kỳ 2 trở đi,
Hòa Thượng được suy tôn lên hàng chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Đồng Nai. Hòa Thượng đã hướng dẫn lãnh đạo suốt con đường Phật giáo tại tỉnh nhà một cách tích cực và phát triển tâm nhiệm vụ phụng sự đạo Pháp và dân tộc. Theo luật vô thường, đến lúc hóa duyên mãn tất, Hòa Thượng đã an nhiên thu thần thị tịch vào lúc 19 giờ, ngày 24 tháng 4 nhuận năm Tân Tỵ, trụ thế 90 năm, Hạ Lạp 70 năm. Dịp này, Thượng tọa Thích Huệ Khai đã cung thỉnh Hòa Thượng, Chủ tịch và Chư Tôn Đức tham quan nhà lưu niệm của Đại lão Hòa Thượng Thích Huệ Thành trong khuôn viên Tổ đình Long Thiền. Tại đây, Hòa Thượng Chủ tịch đã thắp hương trước tôn tượng của Đại lão Hòa Thượng và nhìn lại những kỷ vật, di ảnh của Ngài được môn đồ đệ tử giữ gìn cẩn thận. Kính thưa quý vị, cũng trong chiều ngày 10 tháng 6 vừa qua, Chư Tôn Giáo phẩm Hội đồng Chứng minh do Trưởng lão Hòa Thượng Thích Viên Minh, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm trưởng đoàn, đã đến Tổ đình Vạn Thọ, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, kính viếng giác linh cố Đại lão Hòa Thượng Thích Thanh Sơn, thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa viên tịch. Thay mặt đoàn, Hòa Thượng Thích Như Niệm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, dâng lời kính viếng trước giác linh đài Đại lão Hòa Thượng Tân Viên Tịch, cầu nguyện giác linh của Hòa Thượng Thượng Phẩm Thường Sanh, cao đăng Phật Quốc, sớm hội nhập ta bà, giáo hóa chúng sanh. Chư Tôn Đức thực hiện nghi thức tưởng niệm hữu nhiễu kim quang, ký sổ tang tưởng niệm của Đại lão Hòa Thượng Thích Thanh Sơn. Trưởng lão Hòa Thượng Thích Thanh Sơn được giáo hội suy tôn thành viên hội đồng chứng minh là vị giáo phẩm chứng minh ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, chứng minh ban hướng dẫn Phật tử trung ương, chứng minh ban hoằng pháp trung ương, chứng minh ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 1. Ngài từng đảm nhiệm trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 1, hiện là trụ trì Tổ đình Vạn Thọ quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Do niên cao lạp trưởng, Đại lão Hòa Thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 23 giờ 25 phút ngày 8 tháng 6 năm 2023, ngày 21 tháng 4 năm Quý Mão, tại Tổ đình Vạn Thọ, số 247 đường Hoàng Sa, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, trụ thế 94 năm, Hạ Lạp 64 năm. Trước đó, đoàn ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An do Hòa Thượng Thích Minh Thiện, Ủy viên Hội đồng trị sự, trưởng ban trị sự tỉnh làm trưởng đoàn, đoàn ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Tân Phú và chùa Vạn Hạnh, đoàn ban chứng minh, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 12 cũng đã đến dâng hương tưởng niệm, kính viếng giác linh của Đại lão Hòa Thượng. Kính thưa quý vị, vào sáng ngày 8 tháng 6, tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thiền viện Quảng Đức, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Trung ương Giáo hội đã có phiên họp trao đổi công tác Phật sự với Thường trực Ban trị sự Phật giáo và chính quyền tỉnh Đồng Tháp. Buổi họp dưới sự chủ tọa của Hòa Thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Tăng sự Trung ương, Hòa Thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng Ban Pháp chế Trung ương, Hòa Thượng Thích Huệ Trí, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 Trung ương, cùng Chư Tôn Đức lãnh đạo Văn phòng 2 Trung ương, Hòa Thượng Thích Chân Minh, Ủy viên Hội đồng trị sự, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, cùng Chư Tôn Đức thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh, đại diện lãnh đạo chính quyền tỉnh Đồng Tháp đồng tham dự. Phát biểu khai mạc phiên họp, Hòa Thượng Thích Thiện Thống cho biết, Trung ương Giáo hội tổ chức phiên họp hôm nay nhằm trao đổi các công tác Phật sự của Ban trị sự Phật giáo các tỉnh và Đồng Tháp về các Phật sự tồn động và phát sinh tại các tỉnh trong thời gian qua, nhằm kịp thời đưa ra những định hướng kịp thời giúp cho Phật giáo các tỉnh tiếp tục hoạt động một cách ổn định và phát triển. Tại phiên họp, Chư Tôn Đức và đại diện lãnh đạo chính quyền tỉnh Đồng Tháp đã có nhiều ý kiến phát biểu, trao đổi thảo luận mang tính xây dựng và đóng góp cho sự ổn định mọi sinh hoạt Phật sự của địa phương. Đúc kết phiên họp, Hòa Thượng Thích Thiện Thống trân trọng ghi nhận các ý kiến đóng góp phát biểu của Chư Tôn Đức thành dự phiên họp và thống nhất một số nội dung quan trọng nhằm định hướng mang tính ổn định và phát triển cho Ban trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Tháp. Phiên họp khép lại trong tinh thần đoàn kết, hòa hợp và nhất trí cao. Kính thưa quý vị, vào sáng ngày 7 tháng 6, đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước do ông Chăn Phanh Xuất Thi Vông, Phó Chủ tịch Ủy ban làm trưởng đoàn đã đến thăm dâng hương lễ Phật tại Di tích Quốc gia Chùa Phật Tích, tỉnh Bắc Ninh. Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký, Hội đồng trị sự, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Phật Tích, Chư Tôn Đức ban trị sự và lãnh đạo các cấp tỉnh Bắc Ninh đã đón đoàn. Tại đây, đoàn đã trang nghiêm dâng hương cầu nguyện quốc thái dân an. Dịp này, Chư Tôn Đức cũng giới thiệu đến đoàn về lịch sử chùa Phật Tích
dẫn đoàn tham quan chiêm bái tượng Phật và các bảo vật quý tại di tích quốc gia đặc biệt chùa Phật Tích. Trao đổi trong cuộc thăm viếng, Thượng tọa Đức Thiện đã giới thiệu đến đoàn về lịch sử Phật giáo Việt Nam. Ông Chang Phan Suthivong khẳng định Phật giáo chính là sợi dây quan trọng trong mối quan hệ giữa Lào, Việt Nam. Ông cho rằng đó là cầu nối đặc biệt phát triển tình hữu nghị giữa hai nước. Dịp này, Thượng tọa Thích Đức Thiện trân trọng tặng đoàn bức tượng A-di-đà, biểu tượng của chùa Phật Tích. Kính thưa quý vị, vào sáng ngày 6 tháng 6, ngày 19 tháng 4 năm Quý Mão, Trường Hạ Thiền viện Quảng Đức, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng Hai Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức lễ khai giảng khóa an cư kiết hạ Phật lịch 2567, dương lịch 2023. Hòa Thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trưởng ban Tăng sự Trung ương, quan lâm chứng minh buổi lễ, cùng Chư Tôn Trưởng lão Hòa Thượng, Hội đồng Chứng minh, Chư Tôn Đức Hội đồng Trị sự Văn phòng Hai Trung ương, Ban trị sự Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự có lãnh đạo Ban tôn giáo thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, chính quyền quận 3, Chư Tôn Đức Tăng, Ban chức sự một số trường hạ tại thành phố Hồ Chí Minh và đông đảo Phật tử các giới đến hộ trì Tam Bảo. Với ý nghĩa và tầm quan trọng của an cư kiết hạ, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội phát biểu khai mạc cho biết, khai mở khóa an cư nơi đây ngoài ý nghĩa cao quý là tinh thần luật định giúp chư tăng ứng tu tam vô lộ học thì còn một ý nghĩa quan trọng nữa, đó chính là tiếp nối hạnh nguyện mong muốn của chư vị hòa thượng tiền nhiệm, đặc biệt là tâm huyết của cố hòa thượng trụ trì Thích Hiển Pháp và nhị vị hòa thượng phó trụ trì Thiền viện Quảng Đức. Đồng thời đây cũng là tâm nguyện của chư tôn đức lãnh đạo giáo hội đương nhiệm hiện tiền. Báo cáo công tác tổ chức, Đại đức Thích Minh Ân, Quỹ viên Hội đồng Trị sự Thư ký Văn phòng 2 Trung ương đã thông tin về công tác tổ chức và nội dung tổ chức của khóa an cư kiết hạ Phật lịch 2567, dương lịch 2023. Đạo tràng an cư Thiền viện Quảng Đức gồm 30 vị tỳ kheo, trong đó có 5 vị tùng hạ được phân làm hai chúng, chúng A Nan và Ca Diếp. Các hành giả đến từ các tỉnh như thành phố Hồ Chí Minh, An Giang, Lâm Đồng, Bến Tre, Sóc Trăng, Bà Rịa Vũng Tàu, Tiền Giang, Kiên Giang, Đồng Nai, Khánh Hòa và Đồng Tháp. Ban chức sự gồm chủ hương Hòa Thượng Thích Thiện Nhân, Thiền chủ Hòa Thượng Thích Thiện Pháp, Phó Thiền chủ Hòa Thượng Thích Huệ Trí, Giáo thọ Hòa Thượng Thích Thiện Thống, Tuyên luật sư Hòa Thượng Thích Huệ Thông, Hóa chủ Thượng tọa Thích Phước Nguyên. Nội quy và thanh quy của trường hạ theo nghi thức truyền thống thiền đường xưa, thông qua thời khóa và hiệu lệnh chung bản. Chương trình tu học bắt đầu từ lúc 3 giờ 30 phút sáng đến 9 giờ tối. Trước đó, chiều ngày 16 tháng 4 âm lịch, chư hành giả đã thực hiện nghi thức lễ lại chư vị tiền bối tổ sư tại tổ đường, dành chính thức đối thú tác pháp an cư tại chánh điện dưới sự chủ trì của Hòa Thượng Thích Thiện Nhân và Hòa Thượng Thích Huệ Trí. Tại buổi lễ, các hành giả phát biểu tri ân chư tôn đức chứng minh và phát nguyện nỗ lực tinh tấn chuyên tu trong 3 tháng tại hạ trường. Theo đó, hội chúng cùng lắng nghe đạo từ sách tấn của Trưởng lão Hòa Thượng Thích Thanh Hùng, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hòa Thượng mong các hành giả cùng sống trong tình lục và cộng trụ, giữ gìn giới luật tinh nghiêm, thúc liễm thân tâm trao dồi tam vô lậu học. Nhân đây, Ngài chúc cho các hành giả đạo hạnh được tăng trưởng sau mùa an cư năm nay. Theo lời Phật dạy, đại diện đạo tràng Chủ Minh Đạo, Pháp Tạng, Thiên Chánh đã phát nguyện hộ trì Tam Bảo và cúng dường tịnh tài để trợ duyên cho chư tăng an tâm tu học trong mùa an cư kiết hạ tại Thiền viện Quảng Đức. Kính thưa quý vị, ngày 9 tháng 6 năm 2023, Đoàn Phân Ban Phật tử Dân tộc Trung ương thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đến thăm và gặp mặt Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tại Chùa Thiên Ân, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Phái đoàn Phân Ban Phật tử Dân tộc Trung ương do Thượng tọa Thích Quảng Tuấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, trưởng Phân Ban Phật tử Dân tộc làm trưởng đoàn, cùng Chư Tôn Đức, cư sĩ trong đoàn Phân Ban Phật tử Dân tộc Trung ương. Đón tiếp phái đoàn có Thượng tọa Tiến sĩ Thích Nguyên Toàn, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Giang, ông Vũ Văn Tú, trưởng phòng nội vụ huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, cùng Quý Tôn Đức, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Giang cùng về tham dự. Buổi làm việc đã được đón nhận những ý kiến đóng góp của Chư Tôn Đức, đặc biệt là việc phát triển các điểm sinh hoạt tập trung cho đồng bào dân tộc, tạo mọi điều kiện để bà con dân tộc có nơi sinh hoạt và tham dự các nghi lễ của Phật giáo,
đặc biệt tạo mối quan hệ thân thiết giữa chư tôn đức cùng nhân dân Phật tử qua việc tổ chức nhiều buổi lễ gặp mặt giao lưu hoằng truyền Phật pháp đối với bà con dân tộc. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thượng tọa Thích Nguyên Toàn bày tỏ niềm hoan hỷ được đón tiếp đoàn đến thăm, tin tưởng trong nhiệm kỳ mới với trách nhiệm được giao phó, chư tôn đức phân ban sẽ hoàn thành tốt mọi công tác Phật sự đề ra. Nhân đây, Thượng tọa Thích Quảng Tuấn bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Giang cùng lãnh đạo các ban ngành có sự đoàn kết chặt chẽ hơn nữa, gắn kết cùng Phật giáo tỉnh nhà, xây dựng chiến lược an sinh xã hội đối với người đồng bào dân tộc, xây dựng kế hoạch phương thức cụ thể để đảm bảo ổn định đời sống cho đồng bào, tạo điều kiện xây dựng phát triển điểm sinh hoạt cá nhân để bà con được tiếp cận đến với đạo Phật. Nhân dịp này, Phân ban Phật tử dân tộc Trung ương đã trao quà tới chư tôn đức Ban trị sự Phật giáo tỉnh Hà Giang. Cùng ngày, phái đoàn đã đến Sở Nội vụ đón tiếp phái đoàn có ông Nguyễn Cao Cường, Giám đốc Sở Nội vụ cùng các thành viên trong Sở Nội vụ. Sau đó, đoàn đã đến Phòng An ninh Nội địa Công an tỉnh Hà Giang có Đại tá Dương Thanh Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh đón tiếp phái đoàn. Chuyến đi thăm các tỉnh thành nhằm nắm bắt tình hình thực tế tại các địa phương, từ đó đề ra chiến lược cụ thể để hoạt động của phân ban được lan tỏa, đặc biệt là phối hợp cùng các ban ngành của giáo hội, hỗ trợ cho đồng bào dân tộc về mảng an sinh, ổn định cuộc sống, góp phần hỗ trợ Phật giáo tỉnh nhà phát triển. Bản tin thời sự xin được tiếp tục chuyển qua các hoạt động từ thiện đáng chú ý diễn ra trong tuần qua. Thưa quý vị, vào sáng ngày 9 tháng 6 năm 2023, Ban từ thiện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ đã có chuyến từ thiện trao quà cho đồng bào dân tộc thiểu số, những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tu Cha, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Buổi trao quà còn có sự kết hợp của các mạnh thường quân. Tại đây, chư tôn đức cùng các mạnh thường quân chính quyền địa phương đã trao tặng 1.000 suất quà cho bà con, mỗi phần trị giá 500.000 đồng, tổng kinh phí là 500 triệu đồng, 3.500 thẻ bảo hiểm y tế, tổng giá trị hơn 280 triệu đồng, 7 căn nhà tình thương dành cho hộ gia đình khó khăn trong huyện, tổng trị giá 350 triệu đồng. Tổng giá trị chương trình tặng quà cho đồng bào dân tộc thiểu số và các hộ nghèo tại xã Tu Tra là hơn 1 tỷ 100 triệu đồng. Ngoài ra, các mạnh thường quân trong đoàn còn trao tặng 20 triệu, góp phần xây dựng đời sống an sinh cho xã Cơ Đơn lân cận. Nhân đây, Thượng tọa Thích Minh Thuận, Ủy viên Hội đồng trị sự Phó Ban Hoằng Pháp Trung ương, Trưởng Phân Ban Hoằng Pháp Đồng bào Dân tộc Thiểu số, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ, có đôi lời chia sẻ đến quý bà con nhân dân Phật tử tại địa phương về ý nghĩa Đức Phật đản sanh. Sau đó, chư tôn đức tăng ni và các đại biểu sở tại cùng bà con nhân dân Phật tử thực hiện nghi thức tắm Phật truyền thống trong niềm hoan hỷ và an lạc. Thưa quý vị, vào sáng ngày 7 tháng 6 năm 2023, Đại Đức Thích Tuệ Chánh, Chánh Văn phòng Ban Từ thiện Xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, đại diện Điểm Sinh hoạt Tôn giáo Tập trung Minh Quang đã kết hợp cùng quý Mạnh Thường Quân tổ chức lễ khởi công trao nhà tình thương tại huyện U Minh Thượng và huyện Vĩnh Thuận. Về phía chính quyền, có ông Lê Văn Cón, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Vĩnh Thuận, ông Nguyễn Văn Tường, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Thuận cùng các cấp cơ quan, ban ngành địa phương sở tại. Điểm đến đầu tiên của đoàn là ngôi nhà của gia đình chị Phan Thị Mộng, 43 tuổi, thuộc ấp kênh 11, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận. Gia đình gặp nhiều khó khăn thiếu thốn, không có ruộng đất, chồng thì làm ăn xa, chị đang sống cùng 4 người con. Ngôi nhà đã cất được hơn 10 năm, hiện tại đã xuống cấp hư hỏng nặng. Chị mong sao có thể nhận được sự hỗ trợ từ quý chư tôn đức, các nhà hảo tâm và mạnh thường quân giúp đỡ cho gia đình chị có được một tổ ấm mới, che mưa, che gió để chị yên tâm cố gắng phấn đấu làm ăn, chăm lo cho gia đình và nuôi dạy cho các con học hành nên người. Chiều cùng ngày, đoàn di chuyển đến huyện U Minh Thượng. Được biết ngôi nhà của ông Đặng Văn Vẽ hiện nay đang sinh sống cùng 3 người con, mẹ của các cháu bị nhiễm COVID-19 khi mang bầu bé thứ tư. Bằng tấm lòng cao cả của người mẹ đã hy sinh để giữ lại đứa bé, ngôi nhà hiện đã xuống cấp trầm trọng. Hàng ngày, ông mua cá, mua rau bán, kiếm tiền nuôi cho các con sống qua ngày. Thấu hiểu được những hoàn cảnh đó, Ban Từ thiện Xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã vận động kêu gọi và nhận được sự ủng hộ từ thầy Hoàng Quý Sơn và quỹ từ thiện Làng Ta, công ty trách nhiệm hữu hạn Kho vận Bình Minh Tải, có được kinh phí để giúp cho các hộ gia đình có được một tổ ấm mới, che mưa, che nắng. Đồng thời, Đại Đức cũng gửi lời tri ân đến các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương đã quan tâm đến những hộ khó khăn. Được biết, mỗi căn nhà được hỗ trợ 50 triệu đồng với chiều dài 14m, rộng 4m, tổng kinh phí xây dựng hai căn nhà là 100 triệu đồng.
Vào chiều ngày 5 tháng 6, Chư Tăng Chùa Giác Tánh, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ phóng sanh tại sông Vàm Cỏ Đông thuộc địa phận huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Dưới sự hướng dẫn của Thượng tọa Thích Từ Trí, viện chủ Chùa Giác Tánh cùng Đại Đức Thích Trí Lực, trụ trì Chùa Giác Tánh, Chư Tăng và năm nữ Phật tử đạo tràng Chùa Giác Tánh đã tham gia lễ phóng sanh cá về môi trường sông. Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Từ Trí đã hướng dẫn đại chúng tụng kinh làm lễ phóng sanh và chia sẻ về ý nghĩa của việc phóng sanh. Qua đó, từ nhiều năm qua, Chư Tăng Phật tử Chùa Giác Tánh đã tổ chức rất nhiều đợt phóng sinh trên sông Vàm Cỏ, thả hàng chục tấn cá các loại về với môi trường thiên nhiên. Việc làm này mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc nhằm bảo vệ, bảo tồn, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản tự nhiên. Phóng sinh là một thiện hạnh vô cùng cao đẹp, thiết thực và cụ thể, góp phần giúp loài thủy tộc có được cuộc sống an lành, không bị đe dọa, giết chóc bởi sự vô minh của con người mà còn được giao duyên lành với Phật Pháp. Được biết, trong đợt phóng sanh này, Chùa Giác Tánh đã thả hơn 200 ký cá các loại xuống dòng sông Vàm Cỏ Đông. Đây cũng là lễ phóng sinh theo định kỳ Chùa Giác Tánh tổ chức vào giữa tháng. Cuối chương trình là điểm tin dự báo thời tiết cho chiều tối đêm nay và ngày mai. Bản tin thời sự hôm nay, tuần thứ 23 tháng 5 năm 2023 của kênh Thông tin Tổng hợp Phật sự Online đến đây xin được tạm dừng. Thành kính cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý Tôn Đức Tăng Ni và quý vị. Kính thưa quý vị, để gửi bài công tác về kênh Thông tin Tổng hợp Phật sự Online, kính xin quý vị gửi về địa chỉ email thời sự pso@gmail.com. Kính chúc quý Tôn Đức Tăng Ni và quý vị thân khỏe, tâm an, vạn sự, cát tường. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.